chào cả nhà đã đến với kênh của mình Thu Loan nha. Hôm nay mình luộc một món mì với nước dừa nha cả nhà. Khoai mì đây là khoai mì bữa trước mình cũng có quay clip là mình đào khoai trên nhà mẹ mình á. Rồi bữa nay nó còn lại mấy củ nè, bây giờ mình lấy mình luộc với nước dừa ha. Đó. Rồi mình luộc mà mình cũng quên mua lá dứa cả nhà. Đúng rồi là cả lá dứa nó mới ngon ha. Nguyên liệu mình cũng gọn không. Nguyên liệu của mình là pha sẵn một can nước dừa ha. Nước dừa đây là nước dừa cốt với là nước dừa dảo. Hai cái mình sẽ vắt chung mình pha được một can ha. Và đây 100g đậu phộng rang ha. Với đây 100g đường ha. Với 50g bột năng. Thì mình bỏ khoai mì vô xong mình luộc nha. Giờ mình bỏ mấy nước củ tròn xuống chút mình luộc. Mình chai như nước đây là để mình luộc mình nhưng mình không có hấp nha cả nhà. Mình luộc cho nó mềm cho nó ngon chứ mình hấp thì nó dỗ củ mì hơn. Mấy củ đấy mình dờ là mình biết nó dẻo nè. Còn mấy củ mình chỉ ra là mình biết nó bột ha. Mình hấp mình lấy hơi thôi. Mình cho thêm ít muối vào đây ha. Giờ mình bắt lên mình luộc. Giờ mình bắt nồi lên mình luộc nha. Luộc lên mình luộc. Mình luộc cỡ 15 phút rồi mình canh ha. Thời gian mình luộc rồi mình đi ra mình giã đậu phụng nha cả nhà. Để mình ái thử nha. Khoai mì mình nó cũng chín rồi cả nhà, nó lỏng rồi nè. Bở là ngon không, nó bột kia ha. Bây giờ mình vớt đi ha. Vớt ra bên cái diễn thì luôn. Ngon ghê luôn á. Thiếu lá dứa cả nhà, mình quên lá dứa. Nó nhìn cái củ nó là dẻo. Bây giờ mình cho nước dừa vào xong nha cả nhà. Đổ cái dừa vào đây luôn ha. Rồi mình cho bột vào đây luôn, bột năng vào đây rồi mình khuấy lên. Khuấy cho nó đều nữa ha. Để khỏi đóng cục. Rồi mình cho đường vào đây luôn ha. Khuấy đều luôn. Mình bỏ thêm ít muối vào đây luôn ha. Cho nó mặn mặn ngọt ngọt nó nặng đè ha. Thấy đều bây giờ mình nó tan hết cái bột đây. Giờ mình bắt lên nồi nha cả nhà. Bây giờ mình khuấy cho nó đều ha. Bây giờ mình bật lửa lên mình khuấy cho nó đặt cái nước dừa này lại nha cả nhà. Nó kêu cái nước dừa này lại. Khuấy liên tục chứ không lại bị đóng cục bột lại nha cả nhà. Giờ nước dừa mình đóng để sánh là vậy ha cả nhà ha, nó kêu rồi ha. Giờ mình cho khoai mì vô đây luôn nha. Luộc bằng cách đây là ngon rồi cả nhà. Mình ăn là mình vừa ăn nước dừa luôn á. Giờ mình để cho nó thấm củ mì của mình nó keo lại ha. Cho nó ngon.
Nó sôi rồi. Cái thơm ghê cả nhà. Nhìn nó sôi nó sánh lên ha. Thấm vô củ mì nè, ăn nó béo. Giờ khoai mì mình á, gì là được thôi cả nhà ha. Giờ nó cũng keo lại rồi ha. Bây giờ mình tắt lửa, mình đổ ra mâm nha. Đổ ra dĩa nha cả nhà. Thơm ghê luôn. Coi này mấy cái củ mà chỉ tầm hai cái nè, nó dẻo ha. Còn mấy cái củ mà nó tròn tròn nữa là biết. Giờ mình luộc xong mình cho được phụng vào đây luôn ha. Phụng rang mình dễ dập ha, mình bỏ vô đây cho nó ngon. Thơm ăn thơm một đột phụng. Luộc xong một nồi khoai mì về nước dừa rồi nha cả nhà. Giờ mình đổ ra dĩa, một dĩa rồi ha. Rồi bây giờ mình ăn thử nha. Đây là nó dẻo. Còn miếng đây là nó bột. Ăn là mình mới giờ mình giống như là sáng ăn thử hả, giống như là mình nấu chị khoai mì rất là ngon. Mời cả nhà cùng mình nha. Béo cái sợi cả nhà, thơm mình nước dừa với sợi luôn mà nó rất là ngọt ngon mặn, mình thơm cái đậu phộng rất là ngon. Hai bé nếu mà luộc mì mà luộc cách này cả nhà, nhưng mình ăn không có ngán mà rất là ngon luôn. Mình đây chả thấm luôn. Mình ăn cái này là mình ăn thử mình ăn ngon luôn cả nhà, nó ngon. Nó mình luộc kiểu này nó ngon hơn là cách luộc mà mình hấp rồi mình chế nước dừa vô là mình hấp á cả nhà, nó không ngon, nó không có béo bằng là mình luộc khoai mì mà về nước dừa ăn trực tiếp luôn, nó rất là ngon. Vậy thôi là mình cũng làm xong rồi nha cả nhà ha. Giờ video của mình đã kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã xem video, thấy thích nhắn cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Bye cả nhà.